chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ thử thách ăn 6 gói mì trong vòng khoảng 15 phút nha mọi người nhé. Thử thách ăn 6 gói mì này trong vòng 15 phút. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ bắt cho mì vào thau. Ăn thau nó mới đồng. Chứ thau á, ăn là phải ăn thau chứ còn mà ăn mà mình sẽ bóc nha. Về 6 gói nha mọi người nha. Ok, và mình thử thách ăn 6 gói mì tôm này trong vòng 15 phút xem nó có được hay không nha mọi người nha. 6 gói mì tôm trong vòng 15 phút. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ đợi cho nó lắng lắng một tí, kiểu nó nóng quá ăn nó không kịp. Nguội nguội tí ạ.
Đây ba chai ớt đây. Em ba chai ớt tí nữa mà còn lại quá mình sẽ lấy một nem nữa mình bỏ vào. Ok, một thau mì luôn. Quá trời luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Bắt đầu. Rồi thời gian đang chạy 15 trong vòng 15 phút cho mọi người nhé. Nóng quá mọi người ơi, nóng quá. Mấy rồi mọi người, 2 phút mấy rồi, còn quá trời luôn. Đây 2 phút mấy đây. Thank you.
dây nha mọi người. Thật sự để mà nói là lo quá mình ơi. 5 gói mà mình ăn, chắc có là 5 gói mình ăn nổi trong vòng 15 phút. 5 gói nha mọi người. Còn nhiêu đây, còn 1 gói không à? Còn ít lắm. Còn khoảng 1 gói thôi, nhưng mà nó nở ra như thế này với 1 gói thôi mà. Đấy. Thật sự để mà nói thì nếu mà cho mình thêm thời gian thì mình sẽ ăn hết được 6 gói này. Nhưng mà quy định trong vòng 15 phút thì mình không thể ăn nổi. Ok. Vậy là mình tính là trong vòng 15 phút mình có thể ăn được 5 gói mì tôm này. Ok, giờ thì mình no quá rồi. Mà chờ nó hơi xuống xuống một tí thì hơi bị lâu để mà ăn hết từng này. Ok, vậy thì mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người nha. Nếu mọi người cảm thấy video này hay thì mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình nhé. Ok, bye bye mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Thật sự rất là no. Giờ mình sợ đi không mọi người.